Các con thân mến, cô Xuân và các con bây giờ sẽ cùng nhau ôn bài vừa học ngày hôm nay. Đó là vận y kết hợp với lại một số phụ âm khác để tạo thành những vần mới. Những cái vần này cũng khá là dễ đọc đối với các con. Và chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian cho bài này đâu các con ạ. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Let's get started. Từ đầu tiên, cái này nhìn giống như là một cái quả óc chó ha, nhưng mà thật ra không phải. Cái này đó là cái hộp đó con, cái hộp của cái quả như quả đào nè, hoặc là những bạn ăn quả táo ta ở ngoài Ninh Thuận chẳng hạn, các con ăn xong thì bên trong nó sẽ có một cái hạt hoặc là cái hộp đó. Thì mình sẽ có hai nghĩa nha, hộp là theo tiếng miền Nam, còn hạt là cái từ toàn dân nha. Và cái từ này là pit. Look at the word eat, pit. Từ kế tiếp đó chính là, con thấy cây chài ở đây. Cây chài bữa trước mình học là bat, nhưng mà mình thấy được ở đây là một cái quả bóng tennis hoặc là một quả bóng chày. Thì quả bóng đến thì mình sẽ hit là mình sẽ đánh nó ra ha. Hit có nghĩa là đánh. Ok, look at the word eat, ha, it, hit. Hit là đánh ha. Từ kế tiếp đó chính là number, đây là số ha. Đây là số 6 nha các con. Number 6. Look at the word E-X. Sa-X. Six. Từ kế tiếp đó chính là, bạn này bạn đang làm một cái món là xà lách trộn nha các con. Thì từ trộn mà mình trộn lẫn nhiều thứ lại với nhau, mình sẽ gọi nó là mix. Look at the word E-S-A-X. Ma-X. Mix. Okay, now let's review. Pit. Hit. Six. Và mix. Bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một mẫu câu đó các con. Open your book, page 49. Mẫu câu của chúng ta là I don't want six pits. Ok, và mẫu câu này có nghĩa là gì? Ok, I là mình, don't là không, want là muốn, six, sáu, pits, cái hộp. Ok, bạn ăn hết rồi, bạn cho tôi 6 cái hộp là không được đâu nha. Tôi không có muốn 6 cái hộp. Đó là nghĩa của câu này đó. Vậy là các con đã ôn bài xong ngày hôm nay rồi đó các con. Cô Xuân chào các con nha.